Chào các bạn, ngày hôm nay Trang sẽ gửi tới các bạn một kiểu trang điểm tự nhiên vừa đi chơi và vừa đi dự tiệc nha. Và đây là kiểu trang điểm mà Trang muốn dành cho các bạn. Và Trang hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái kiểu trang điểm này. Và bước đầu tiên thì các bạn nhớ đừng bỏ qua bước bôi kem dưỡng da này, kem dưỡng mắt và kem dưỡng môi. Trong video này thì Trang không show các bạn cái hình ảnh mà Trang bôi kem dưỡng mắt, nhưng mà thực ra là có bôi. Và các bạn nhớ bôi và dọn đều kem dưỡng da này, rồi sau đó cuối cùng là bôi kem dưỡng môi. Và các bạn chờ từ 5 đến 10 phút các bạn có thể làm gì, ví dụ như chải đầu hoặc mặc quần áo. Rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển sang bước nền nha. Và với phần nền thì Trang dùng kem nền của Lancôme này, và Trang mix với BB cream của Missa. Bởi vì hai cái kết hợp này rất là hoàn hảo cho bước nền của các bạn. Bởi vì sẽ không bị khô quá mà cũng không bị dầu quá và cũng không bị mỏng quá. Và Trang bóp ra tay rồi sau đó Trang dùng mút, Trang trộn đều rồi sau đó Trang chấm đều lên trên khuôn mặt, từ điểm trên trán, mũi, cằm và hai bên má. Và sau đó Trang dùng mút và Trang tán đều. Thì với phần tán kem nền thì Trang đã show các bạn một video về kem nền riêng. Nhưng mà bây giờ Trang cũng sẽ nói rõ hơn cho các bạn. Đó là các bạn dùng mút. Với phần mắt thì các bạn đi ngang, các bạn xoa theo chiều mắt. Với phần mũi thì các bạn xoa theo chiều đi dọc. Má thì thường thường đi xéo hoặc là đi ngang. Trán cũng vậy, trán là đi ngang, đi vòng qua hai bên lông mày. Đó. Và bước tiếp theo là bước mà chúng ta không thể thiếu, đó là phần che khuyết. Những bạn nào mà có nhiều mụn hay là có những vết hâm hay là có một chút mụn ở dưới cằm ở hai bên mũi như Trang, thì các bạn cũng có thể sử dụng kem che khuyết của The Body Shop. Kem che khuyết này thì Trang dùng một kem che khuyết loại mỏng thôi, chứ không dày, bởi vì trên mặt Trang hiện tại cũng không có nhiều khuyết điểm cho lắm. Và Trang chỉ cần che cái phần hai cái cuồng thâm ở dưới mắt của Trang, và còn lại là Trang đánh để cho phần highlight. Thì Trang đánh lên sống mũi và hai bên phần bên trên của lông mày, và chấm một ít vào dưới cằm. Đó, và bây giờ thì Trang sẽ dùng ngón áp út và sau đó Trang tản đều. Trang xoa theo chiều mắt rồi sau đó Trang dậm nhẹ. Và Trang dùng ngón áp út lý do thì đó là sẽ tạo cho một cái điểm nhấn rất là nhẹ, hoặc là điểm tựa, điểm mà các bạn chạm lên trên mặt rất là nhẹ và sẽ không làm đau mắt. Ok, và bước tiếp theo thì sẽ là phấn phủ. Phần phấn phủ thì Trang sẽ phủ một lớp rất là mỏng, và Trang dùng phấn aqua của Tolimoni và Trang dùng cọ. Các bạn cũng có thể dùng mút, nếu như da bạn nào quá dầu thì các bạn dùng mút rồi sau đó các bạn dậm lên trên mặt, và các bạn cứ chấm chấm như của Trang thì Trang cũng dùng cọ và Trang dậm. Còn phần mắt thì Trang xoa, bởi vì mắt chúng ta không cần phải dày, chúng ta chỉ cần một lớp phủ rất là nhẹ thôi. Còn phần hai bên má này, phần dưới bầu mắt này, đó, và phần cằm thì Trang cũng xoa này, về phần trán, phần mũi thì Trang đều dậm. Đó. Và bước tiếp theo thì đó là phần kẻ lông mày. Phần này thì Trang chỉ làm qua cho các bạn thôi, chứ Trang sẽ không làm kỹ cho các bạn nhìn, bởi vì Trang sợ là video sẽ bị dài. Đó. Thì với phần lông mày thì các bạn chỉ cần tán theo cái chiều khuôn lông mày của mình. Và với màu để đánh phần lông mày thì Trang lại dùng màu nhạt hơn với tóc của mình, vì Trang muốn nhìn trẻ hơn. Đó nên Trang dùng màu nhạt hơn, và các bạn cũng dùng chổi xéo để các bạn tán nha. Và phấn kẻ lông mày này là phấn vừa đánh má vừa đánh tạo khối của NYX màu số 2. Phần tiếp theo đó là phần tạo sống mũi. Và phần này thì những bạn nào mà mũi thấp hay mũi không cao hoặc là mũi tẹt đó, hay là mũi hếch thì rất là cần phần này. Thì Trang sẽ dùng cái chổi đầu tròn, Trang chấm một ít phấn nâu nhạt. Thì đó là bộ phấn đa màu của NYX. Thì Trang lấy một ít màu nâu ở bên góc đó, và Trang sẽ dùng chổi đầu tròn và Trang tán từ trên đầu lông mày đi xuống hết sống mũi. Đó, và các bạn chú ý nhìn Trang làm nha. Và Trang tán rất là đều và nhìn rất là tự nhiên, và Trang sẽ không làm quá đậm. Ok, sau khi mà các bạn tạo sống mũi xong thì Trang đánh highlight.
Trang lấy một ít cái phấn màu nhạt ở trong hộp phấn đa màu đó, là Trang chấm một ít lên trên mũi thôi. Và bước tiếp theo thì bước này thì các bạn không thể thiếu cho phần đánh mắt, đó là kèm lót mắt, và các bạn bôi đều lên trên mắt rồi sau đó các bạn dùng mút các bạn tán. Nhớ đừng bỏ qua ở phần dưới mắt nữa nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến phần trang điểm mắt. Các bạn có hồi hộp không? Trang phần trang điểm này thì Trang dùng một bộ màu nude của Physical Formula, bởi vì Trang rất là thích cái bộ này, màu rất là tự nhiên. Và lúc nào Trang cũng, các bạn để ý, nếu mà các bạn để ý, thường thường để ý những cái cách trang điểm tự nhiên của Trang, thì trên bầu mắt Trang hay dùng màu cam nhạt mà có một chút nhũ. Màu cam nhạt giúp cho các bạn trang điểm rất là tự nhiên, rất nhẹ nhàng nhưng mà vẫn rất là đẹp, mà cũng không bị đậm quá mà cũng không bị nhạt quá. Đó. Và các bạn nhớ là tán đều vào bầu mắt này, rồi các bạn đánh một ít ở phần dưới mắt nữa nha. Bước tiếp theo, bước này thì các bạn có thể bỏ qua nếu như mà các bạn cho là nhiều bước quá. Đó là Trang dùng cái cây chì màu đen, Trang phát qua một đường kẻ lai trước. Đó, nếu các bạn muốn thì các bạn cứ làm theo Trang, bởi vì Trang muốn là làm từng lớp một, khi mà chúng kết hợp lại với nhau thì nhìn đôi mắt rất là đẹp. Và các bạn để ý Trang phát qua cái đường viền kẻ lai này nha, không cao quá ở phần đuôi mà cũng không thấp quá. Và bước tiếp theo thì chúng ta sẽ phải kẹp mi. Và sau bước kẹp mi này thì đó là bước gì các bạn biết không? Đó là phần gắn mi giả. Đó. Đối với phần gắn mi giả thì Trang cũng đã show các bạn một video ở bên kênh khác của Trang. Nhưng mà ngày hôm nay Trang cũng sẽ show qua các bạn. Đó là Trang dùng cái keo dán mi trong mùa Việt Nam với giá 30.000 và Trang quét, rồi sau đó các bạn nhớ để cho keo khô độ khoảng 10 giây hoặc 20 giây rồi sau đó các bạn mới gắn lên trên mi của mình nha. Và mi thì đó là Trang dùng mi số 7. Và bước tiếp theo sau khi gắn mi thì các bạn sẽ phải kẻ một đường viền để che đi cái đường viền của mi giả, đó là các bạn dùng một cây bút kẻ mắt nước, các bạn kẻ theo đường viền của mắt đó. Các bạn cứ làm như Trang và các bạn để ý Trang làm nha. Và phần đuôi thì Trang chỉ nối vào, Trang đánh thêm một tẹo để nhìn trông cho nó đẹp hơn. Và bước tiếp theo thì các bạn dùng, có thể các bạn dùng tăm bông và các bạn chấm vào phần phấn màu nâu, màu đậm đó. Và sau đó các bạn đánh 2/3 hoặc là 1/3 ở phần đuôi mắt. Những bạn nào mắt nhỏ thì thôi, Trang nghĩ các bạn có thể bỏ qua. Và phần tiếp theo thì đó là phần phấn đen. Thì các phần này các bạn cũng có thể dùng tăm bông nếu như các bạn không có cái chổi giống của Trang. Thì Trang thường Trang hay dậm một ít phấn đen đè lên trên phần kẻ viền mắt của Trang, để các bạn chú ý nhìn Trang làm nè. Khi mà mình tán phần đuôi hay là mình xoa đều cái phần kẻ viền lai á, thì nhìn nó rất là mịn và đẹp. Và đây là phần mà Trang rất là yêu thích này, đó là phần đánh nhũ. Thì nhũ thì các bạn có hai lựa chọn, các bạn có thể dùng màu trắng hoặc là màu tím. Nhưng mà với tông mắt màu cam nhạt thì Trang sẽ chọn màu tím. Và các bạn nhìn theo mà Trang kẻ, Trang đè lên, Trang đánh lên trên chứ không phải là Trang đè lên, Trang đánh lên trên cái đường kẻ viền màu đen của mình. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành kiểu trang điểm mắt với phần chuốt mascara. Các bạn nhớ chuốt từ bên trong đi ra. Đó, rồi sau đó các bạn để ngang chổi này, rồi sau đó các bạn lại để dọc chổi, các bạn đi theo chiều di ra đi di vào. Đó, thì khi đó thì cái mascara sẽ bám đều vào trên mi của chúng ta hơn. Ok, và bây giờ đến phần tạo khối và đánh má nha. Với phần tạo khối và má thì Trang vẫn dùng cái phấn tạo khối và má này của NYX, và đó là tông màu số 2, có màu nâu và một màu hồng. Trang cũng dùng chổi xéo của NYX luôn. Đó, thì các bạn hóp má, các bạn đánh một chút vào bên gò má của mình, hay là dưới gò má, dạ, dưới gò má thì đúng hơn, và một ít ở dưới cằm. Và các bạn làm bên kia cũng như vậy. Rồi sau khi đánh bên dưới gò má và cằm và hai bên và dưới cằm xong
thì các bạn sẽ chấm một chút phấn nâu vào trên thái dương. Đây là cách mà Trang hay đánh tạo khối cho khuôn mặt mình, nhìn rất là tự nhiên và nhìn cũng không bị béo. Đó, và chấm một ít lên trên thái dương nha. Đó, chỉ một xíu thôi và các bạn sẽ thấy một sự khác biệt. Ok, và bước tiếp theo sẽ là đánh má. Các bạn chỉ cần chấm một xíu phấn hồng và hai phần má hồng của mình. Mình mỉm cười một chút thì khi má của các bạn sẽ dễ đánh hơn. Và sau đó các bạn sẽ tán đều theo chiều xéo của gò má. Đó. Đánh xéo, má xéo thì nhìn sẽ không bị béo. Còn đánh ngang, đánh tròn tròn ở ngay hai bên má thì sẽ nhìn sẽ mập mập khiu khiu. Và bây giờ là đến phần son môi. Chàng cũng rất là yêu thích phần đánh son môi này. Thì Trang mix màu Sivana số 05, nó là màu đỏ. Thì Trang đánh vào phần môi trước. Và Trang luôn mix son, các bạn. Điều này các bạn hay thường nhìn thấy ở những video mà Trang làm, đúng không? Đó, Trang đánh một xíu ở phần môi nhẹ. Rồi sau đó Trang dùng tay nè, Trang xoa đều. Và tiếp theo thì Trang sẽ mix với son bóng Shangri-La của NYX. Trang tô đều vào môi, các bạn nhìn Trang tô nha. Rồi sau đó các bạn sẽ thấy đôi môi của bạn thay đổi và nhìn rất là đẹp. Trang rất là yêu thích cái kiểu trang điểm trộn màu môi như thế này. Ok. Và sau phần môi thì chúng ta sửa soạn đầu tóc, quần áo, và chúng ta đã hoàn thành kiểu trang điểm này rồi. Ok. Và bây giờ đến fashion. Các bạn biết là Trang rất là buồn cười với kiểu này. Ok, các bạn cũng có thể mặc một cái váy liền màu đen giống như Trang, giống như các bạn yêu thích màu đen giống Trang. Còn nếu các bạn có thể mặc bất cứ màu gì các bạn thích, bất cứ kiểu váy nào các bạn yêu thích đó. Và hôm nay thì Trang chỉ sâu một ý tưởng nhỏ nhỏ thôi, và Trang mặc một chiếc váy liền màu đen và sau đó đeo một chiếc vòng cổ. Còn nếu bạn nào mà thấy nó trơn quá thì các bạn có thể là kết hợp thêm một cái thắt lưng màu đỏ nhỏ thôi, nhỏ xíu thôi, và có một cái thắt nơ nhỏ nhỏ ở giữa. Và cái thắt lưng này Trang mua của Forever 21 thì cũng rẻ thôi, không đắt. Đó, và các bạn thắt ở giữa, và bây giờ các bạn sẽ có một phong cách khác. Ok, Trang hy vọng các bạn yêu thích video trang điểm này. Và đừng quên ấn like khi các bạn yêu thích. Và đừng quên ủng hộ Trang trên kênh mới nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye.